trên biển. Trước khi đi, hãy xem cần mang theo dụng cụ gì. La bàn, ống nhòm, lưới đánh cá. Lưới đánh cá bị hỏng, hãy sửa nó đi nào. Trước tiên, hãy cắt tỉa hết chỗ rách đi. Lưới đánh cá đã được sửa. Hay lắm, đi câu thôi. Đàn cá ở đâu? Dùng ống nhòm tìm chúng đi nào. Nhìn kia, có rất nhiều cá chìa vôi. Đang tìm thấy một đàn cá mòi. Đấy là một đàn cá trích Nhật Bản. Ở đây có một đàn cá. Bắt đầu đi thuyền đánh cá và đuổi theo đàn cá. Đã bắt được một đàn cá, hãy kéo lưới lên. Vẫn còn lại một ít. Có nhiều rác quá, hãy nhặt nó lên. Cố lên, bây giờ còn rất ít rác thải. Ồ, làm tốt lắm. Đàn cá đi rồi, hãy đuổi theo chúng. Đã bắt được một đàn cá, hãy kéo lưới lên. Đàn cá cuối cùng đã ở đây rồi. Đuổi lũ mong biển đi. Mong biển đã bay đi. Hãy bắt đầu đánh cá nào. Đã bắt được một đàn cá, hãy kéo lưới lên. Công việc đánh cá, bạn thật tuyệt vời. Đây là nhãn dán dành cho bạn. Hãy cùng câu cá ở đây nào. Có nhiều loài cá nước ngọt ở trong ao, chúng thích chơi dưới những lá. Hãy dán nhãn này lên. Cá trích Nhật Bản. Nhiều loài cá nước lành có thể sống trong nước dưới lớp băng.